tắt lại bé hết mấy mấy cái cỡ đi. Vâng, chào mừng tất cả quý vị và bạn cùng đến với buổi nói trực tiếp của Game TV buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, rất xin lỗi tất cả quý vị và bạn khi mà đã để delay 40 phút do máy móc nó có vấn đề một chút xíu. Vâng, trận thi đấu đầu tiên và chúng ta hãy cùng vâng, anh em hãy chờ tôi một chút xíu để tôi có thể cập nhật quân cho tất cả quý vị và bạn. Bên phía đối phương thì Thabin là ai nhỉ? Các ông này là tên cái gì? Thabin có lẽ là Simang, là người cầm xe trong trận thi đấu này. Roman của game thủ phát nhất. Cho Son của vâng, Dương Còi là người cầm sum, như vậy là Cho Son sẽ là quân của game thủ Xuân Thứ ở trong trận thi đấu này. Cho Son, ok. Hào là người cầm cũng Cho Son. Vâng, Cho Son nổ rất ghê. Pamidan của Văn Hưởng. Summer của U98. Và cuối cùng đó là Per của Thành Lắc. Vâng, và ở trận thi đấu này thì chúng ta hãy cùng đến với Persian của game thủ Thành Lắc thôi. Màn hình máy người cầm Per. Ngày hôm nay là ngày mùng vâng, ngày hôm nay là ngày mùng 7, đúng rồi mà anh em. Ngày mùng 7 tháng 6. Ok, như vậy là mọi thứ đã được chỉnh sửa xong. Vâng, bây giờ đúng rồi. Và chúng ta hãy cùng đến với trận đấu đầu tiên thôi. Thành Lắc là người cầm Per. Một bầy hiêu và một con voi đang đưa về chuẩn bị bài đi dâng lờ. Chúng ta sẽ cùng chuyển qua màn hình máy của các game thủ khác. Đây là game thủ U98. Bài cầm Summerian ở phía bên ngoài. Có lẽ rằng nhiều khả năng rằng em cũng sẽ là người phải đánh chém khi mà bài siêu sâu. Vâng, không. Tôi vừa xem lại quân của thành viên bên phía team Game TV thì Cho Son Sum Pan Per. U98 là người đánh cái gì đây? Vâng, bài Sumerian phải nói là vâng, tương đối vâng, chảy một chút, nhưng mà có lẽ là vẫn sẽ đánh cung thôi, bởi vì cung R duy nhất đó chính là người cầm sum. Đánh theo kiểu có cung R để có thể đi bắn đối phương. Vâng, chưa ai lên đời. 25 nông dân sen của Văn Nhất, trận đấu này vẫn đang chưa lên đời. Vâng, đây là máy của game thủ Văn Hưởng. Pamidan 10-20. Và cuối cùng đó là người cầm Cho Son game thủ Mạnh Hào. 25 nông dân cũng bắt đầu đóng những điều kiện. Vâng, trận đấu này thì Hào lên đời tương đối là muộn. Quay trở lại với Thành Lắc thôi. Nhưng không sao cả, khi mà phía bên kia có sen trong tay của game thủ vâng, game thủ Xi Măng. Và trận đấu này thì Xi Măng là người lên được không quá sớm. Và bên phía đối phương thì nhiều khả năng là Xi Măng là người đánh cung. Vâng, bắt đầu chọc chiếc BL của Thành Lắc xây cạnh với nhà của Văn Nhất luôn. Mắc bèo. Vâng, chốt hẳn một cái BL. Đập móng đấy, đập. Vâng, chính ra phải để cho đập.
Vâng, như vậy đúng theo những gì thông tin của game thủ Mạnh Hào báo về thì Seng là người đánh chém. Màn hình máy của Mạnh Hào và dường như Hào đang bị công. 25/32. Chưa thấy gì, quay trở lại với Thành Lắc. Ooh.